chào mọi người, bồ kết là một loại dược liệu được biết đến nhiều với công dụng là làm sạch gầu, giúp tóc sắc khỏe và mềm mượt. Ngoài ra thì quả bồ kết còn có nhiều tác dụng khác như là sát trùng, trị sâu răng, trị mụn nhọt ngoài da hay là các cái bệnh lý về đường hô hấp trên như là cảm cúm hay là viêm amidan. Nếu như mà trước kia thì hầu như là nhà nào cũng có quả bồ kết ở trong nhà, mỗi khi mà đun nước gội đầu hay là trời lạnh mà đốt nướng bồ kết là cả nhà thơm mùi bồ kết. Nhưng mà bây giờ thì ít rồi, chỉ khi nào mà có việc cần thì mới mua dùng thôi, chứ ít sẵn bồ kết ở trong nhà lắm, mà nhiều khi mua còn không biết mua quả bồ kết ở đâu. Mọi người mà không biết mua quả bồ kết ở đâu thì nhà em có bán quả bồ kết khô giá 160.000 đồng 1 kg. Hàng bên em ship code toàn quốc, mọi người nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Mọi người quan tâm mua hàng liên hệ cho em theo số điện thoại 0868184777. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin, nhắn Zalo đều được. Ngoài quả bồ kết thì bên em còn có bán nhiều cái sản phẩm về dược liệu và đặc sản Tây Bắc khác, thì mọi người hãy đăng ký kênh để xem thêm những cái sản phẩm khác của bên em nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.